Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Đình Lạc, 31 tuổi, trú huyện Tây Sơn về tội cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với Trần Văn Hùng, 39 tuổi, trú cùng địa phương, nên đối tượng này đã thuê các đối tượng Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Ngọc Nguyên và Nguyễn Anh Tuấn, công trú tỉnh Khánh Hòa, số tiền 10 triệu đồng để tìm Hùng đánh trả thù sau đó nhóm này phát hiện trần văn hùng đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn huyện tây sơn nên đã lao vào sử dụng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực và vai của hùng rồi rời khỏi hiện trường các đối tượng sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ riêng đối tượng trần đình lạc bỏ trốn và bị truy nã cho đến nay thì bị bắt